Quánh ơi. Kêu ai vậy? Kêu anh. Trời ơi, kêu tôi hả? Ừ. Kêu tôi mà làm gì xe lửa chạy vậy? Làm gì đề ba thế ớn vậy? Nói nghe nè, Tống đề đi cine không? Không đi được đâu. Sao vậy? Ba má chửi. Sao chửi? Ba má nói Bảo Chung mà cứ tươi quần ơi là bà sẽ lấy chổi bà rượt đó. Không sao đâu anh ơi. Em sợ lắm. Em ơi, cái chuyện tình duyên phải đâu một chiều, phải đâu một sớm. Thương nhau đâu phải một ngày, về bên nhau nào chỉ sớm mai. Còn thương anh em nhớ cho, nhưng tháng ngày mình còn hẹn hò. Còn thương em anh nhớ giùm, lòng nôn nao đợi ngày bên nhau. Em ơi, cái chuyện tình duyên đã qua một thời, đặt đâu ngồi đó. Chứ thưa cha thưa mẹ một lần, rằng tự dưng lòng thấy bâng khuâng. Chiều nay tự dưng nhớ em, nhớ tháng ngày mình vừa hẹn hò. Chiều nay má em ưng hồng, tự dưng nhớ ngày mình bên nhau. Như vậy hết không? Anh muốn cưới em à? Không được đâu. Tại sao? Duyên thiên ly chúng ta hồi ngộ, ơi đừng vội cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng khép còng. Đi chết rồi, thế cho mình lộn rồi. Mình đang nói về chuyện hai đứa mình ăn tính sao? Em đừng lo. Em ơi, cái chuyện tình duyên phải đâu một chiều, phải đâu một sớm. Thương nhau đâu phải một ngày, về bên nhau nào chỉ sớm mai. Còn thương anh em nhớ cho, nhớ những ngày mình còn hẹn hò. Còn thương em anh nhớ giùm, lòng nôn nao đợi ngày bên nhau. Này em ơi, cái chuyện tình duyên đã qua một thời, đặt đâu ngồi đó. Chứ thưa cha thưa mẹ một lần, rằng tự dưng lòng thấy bâng khuâng. Chiều nay tự dưng nhớ em, nhớ tháng ngày mình vừa hẹn hò. Chiều nay má em ưng hồng, tự dưng nhớ ngày mình gặp nhau. Có ngày mình sống bên nhau. Mình sống bên nhau. Ước có ngày mình sống bên nhau. Ở cái chuyện tình duyên. Cái chuyện tình duyên. Ở cái chuyện tình duyên. Thì cái chuyện tình duyên. Ở cái chuyện tình duyên. Ở cái chuyện tình duyên. Ở cái chuyện tình duyên. Thì cái chuyện tình duyên. Ở cái chuyện tình duyên. Thì là chuyện tình duyên. Ở cái chuyện tình duyên.